Cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Đêm nay chúng ta lại gặp gỡ những cư dân trong chung cư náo nhiệt và mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị, và xin giới thiệu Hoa hậu Khánh Vân. Xin giới thiệu Buka. Xin giới thiệu Jun Pham. Chúng ta chào đón Vivi Trần. Ra chào đón Khả Như. Chào. Chào. Chào đón Vinh Râu. Chúng ta chào đón Mạc Văn Khoa. Vỗ tay cho Miss Thi. Và Lê Dương Bảo Lộc. Ngày hôm nay cặp đầu tiên, thưa quý vị, đó chính là Dương Phúc và Đức Anh. Hai bạn nam là cặp đôi đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Mời bạn nam bên tay phải Trường Giang mình giới thiệu trước ạ. Em xin được chào anh Trường Giang, chào anh các anh chị nghệ sĩ ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Đức Anh và em năm nay 23 tuổi và quê hương của em ở Tuyên Quang. Mình đang đi học hay làm nghề gì rồi Đức Anh? Em đang là mẫu ảnh ạ. À, người mẫu tự do. Cảm ơn em. Rồi, mời bạn trai tiếp theo ạ. Dạ anh, chào anh Trường Giang và chào các anh chị trong ban cố vấn. Em tên là Nguyễn Dương Phúc, 25 tuổi và đến từ Bình Thuận. Rồi, công việc hiện tại của mình là gì? Rồi, em là giáo viên. Wow. Giáo viên. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái trò chơi như caro hồi xưa mình chơi đó. Đó, mình trả lời đúng thì mình sẽ được một ô, trả lời không đúng thì người khác được. Xin hỏi hai bạn, ai là người sẽ chơi trước ạ? Dạ chắc Đức Anh nhỏ tuổi hơn em nên chắc em nhường Đức Anh chơi trước. Nhường Đức Anh trước. Vòng đầu tiên bắt đầu. Vị trí nào? Em xin chọn anh Mạc Văn Khoa đấy ạ. Mạc Văn Khoa. Như là lần đầu tiên em được chọn đầu đấy. Hy vọng rằng anh sẽ mang tới cho em mọi sự may mắn. Câu hỏi dành cho Mạc Văn Khoa. Vườn thú ở Thái Lan tên là Khao Kheo đã cho tình nguyện viên làm gì để giúp các con vật thư giãn và bớt cô đơn trong thời gian vắng khách? Người ta nghĩ ra một cách gọi là massage anh ạ. Thú cũng như là người, con người chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta được massage chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Thì thú cũng vậy ạ. Có massage cho mấy con cọp không? Ra massage cho cọp. Rồi các người massage còn về nhà với gia đình không? Có anh. Bởi vì là mình massage để tạo ra sự nó thoải mái, với lại người ta vào cho ăn được mà anh. Không, nhưng mà anh Khoa, cái này người ta kêu là trong tình hình dịch bệnh mà, là cái massage là bình thường người ta cũng làm được con liền. Đúng rồi. Phải dịch bệnh người ta phải thiếu cái gì người ta mới làm cái chuyện đó để cho tụi nó đỡ cô đơn. Không, em nói hay. Có nghĩa là người sẽ tình nguyện viên giờ đó đi test cho tụi nó. Test
Chị hóa trang thành con thú đã không ra được rồi, cỡ chị Buka vào hát thử coi. Làm sao mà ra được? Em thật sự em vẫn chốt là phương án là massage ạ. Massage. Xin hỏi Đức Anh tên hay không ạ? Em sẽ đặt niềm tin ở Mạc Văn Khoa. Đặt niềm tin vào Mạc Văn Khoa vì nghĩ rằng là hợp lý. Em có thấy ai massage trong cọp bao giờ chưa? Massage cho con cọp thì em chưa thấy bao giờ. Nhưng mà nếu mà để cho làm con thú thoải mái thì em nghĩ là massage là một phương án khá là tốt. Đúng rồi, vuốt ve, massage. Bao nhiêu con mà massage cho dữ vậy trời. Tắm chưa đúng không? Mà ai massage? Mấy con chim nhỏ xíu rồi sao thì massage. Để biết được chương trình này có những câu hỏi hóc búa như thế nào. Dạ. Tin mà Văn Khoa là một sự lựa chọn. Không chính xác. Thấy chưa? Rồi thì chứ sao em mà nhớ, em nhớ một cái clip được, là vô nhảy là hình như cho mấy con thú coi clip đúng không anh? Coi em clip là... có người đi hay không, sao á? Em nghĩ là vô làm mồi cho tụi nó. Ủa? Là đi luôn rồi đó anh. Bởi vì mấy cần tình nguyện viên. Không phải anh nói chứ mấy con thú nhiều khi nó cũng không thích người đâu. Người nhiều quá nó cũng stress đó. Nhiều khi để nó yên vậy mà nó thoải mái. Ngoài massage thì chúng ta có thể làm gì thưa được cho nó trời. Thưa quý vị thân mến, kể cả con người hay con thú, khi chúng ta stress, buồn hay vui, chúng ta cần một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Âm đó là nhạc. Âm nhạc. Tình nguyện viên sẽ chơi nhạc sống. Đó. Cái này hợp lý hơn nhiều. Chúng ta thấy là trên mạng xã hội chúng ta coi rất nhiều clip, người ta kéo đàn, người ta chơi nhạc cho bò, cho chim, cho cừu, đúng không? Cho cá rất là nhiều. Và đó là điều chính xác công viên đã làm. Ông Tawin Ratana Wonsawat. Ủa, anh biết gì vậy? Ông này Thái Lan, người ta đúng vậy. Ông Thái Lan mà. Tawin Ratana Wonsawat, giám đốc sở thú nói, sau khi các học sinh tình nguyện đến chơi nhạc, chúng tôi nhận thấy các con vật đang phản ứng. Vài con tò mò, vài con khác tỏ ra thích thú với âm nhạc. Thôi dễ thương quá. Và điều đó làm cho chúng thoải mái. Không có điều đó là khoa học để chứng minh rồi. Giống như con chó của em á, ngộ lắm, mỗi lần lên xe nha, không mở nhạc trong xe là nó sẽ sủa, nó kêu rất là nhiều. Quan trọng là mở nhạc ca sĩ nào nữa. Chỉ là âm nhạc thôi, nói chung có tiếng động âm nhạc thôi là nằm êm nó ngủ. Nhưng mà em hát thì nó sẽ đòi nhảy ra khỏi xe. Mình tin mà Văn Khoa là không chính xác. Một dấu ô dành cho Dương Phúc, xin chúc mừng. Quá thuận lợi, đầu tiên mình không trả lời cũng có một dấu. Bây giờ mình chọn con đường đi cho nó sáng suốt là mình sẽ có con đường thắng nó cao. Dạ, riêng em thì em muốn cho nó kịch tính hơn và cho bạn với em có thể đi xa hơn nữa. Thì em... bạn đi xa hơn thì em đi gần lại đúng không? Đối với em thì trong tất cả các ba cái bước thì em thích hết. Nhưng mà em đặt niềm tin vào anh Trương Phạm. Trương Phạm! Áp lực nữa. Và chúng tôi sẽ nhắc lại, ở cái đợt quay trở lại này chúng ta sẽ có thêm một vòng nữa là hai người không chiến thắng. Ở vòng 1 và vòng 2 sẽ đấu nhau ở vòng thứ 3. Vòng thứ 4 sẽ là hai người chiến thắng. Cho nên tất cả đều được chơi rất là nhiều lần, không sao cả. Câu hỏi dành cho Chu Phạm. Anh chàng Zatsushi Takashi, Nhật Bản, đã đi một quãng đường dài 7.163 km. Wow. Khắp đất nước Nhật Bản với mục đích gì? Anh vẽ bản đồ, anh đi để anh kiểm tra. Hình như đi là vẽ bản đo đồ đường bờ biển phải không ta? Thật ra có rất là nhiều người Nhật Bản có những cái hành động rất là thú vị. Đi khắp nước Nhật Bản, thứ nhất một là có thể đi phượt nè. Hai là có thể đi khắp đất nước Nhật Bản để thể hiện mình tinh thần sức khỏe. Rồi cầu hôn nữa chẳng hạn. Giống như thể hiện mình rất là khỏe, anh đi cầu hôn em mà anh đi khắp nước Nhật Bản để cho người ta biết được là anh yêu em như thế nào. Trời rảnh gì trời ơi. Rồi đó. Bây giờ mình đoán, thật ra cái câu chuyện này em chưa rõ. Tại vì bên Nhật có nhiều cái về kiến thức thì còn được, chứ mấy cái này là về những cái thông tin thú vị. Thì đối với em thì chắc là ảnh làm một cái đặc biệt, ví dụ như cầu hôn đi. Cầu hôn là lựa chọn của Chu Phạm. Cũng có thể chứ, có nhiều người ta yêu mãnh liệt quá, người ta làm mọi cách để chứng tỏ cả thế giới biết rằng là tôi yêu cô ấy. Vậy là đi ra lần đầu bị từ chối anh ạ, xong là đi về lại, đi ra lần thứ hai là đồng ý. Đồng ý xong về chuẩn bị chào cao, đi lần thứ ba thì cô ấy lấy chồng mất rồi. Cầu hôn là lựa chọn của Chu Phạm. Dương Phúc thân mến, tin hay không ạ? Em cảm ơn gợi ý của anh Chu Phạm. Đối với bản thân em thì em thấy là không chỉ Nhật Bản đâu, mà Việt Nam mình cũng có những anh chị là đi suốt Bắc Nam luôn. Rất nhiều. Dạ, với những cái hoạt động như là kêu gọi các thanh niên hãy đứng lên, hãy sống với đam mê của mình, chứ đừng có bây giờ mà rụt rè, nhục chí. Đúng vậy. Dạ. Và... nhưng mà em cũng phân vân cái đáp án của Chu Phạm. Đúng, tại này là câu suy đoán nha, không có chắc chắn nha. Kiến thức là vô tận mà.
dù là nghệ sĩ cũng như người thường thôi, tất cả phải học mỗi ngày, và hôm nay cũng là một bài học mới. Đúng rồi. Biết được cái câu của Chun là đúng, yeah. Cũng biết được đó là một cái sự siêu đoán của Chun mà lại là chưa chính xác. Chắc là tình yêu đó, Khả Như dám đạp 7 cây số đi với trai mà. Không phải 30 cây. 30 cây số. Rồi. Đi gặp trai thôi đó em. Không, đi uống sữa đậu nành. Với ai? Điên mình nè. Ủa vậy vậy chi? Lựa chọn của mình là. Câu này có rất nhiều câu trả lời, nhưng hiện tại là em tin bạn Chu Phạm. Tin Chu Phạm vì nghĩ rằng là anh người Nhật Bản này, anh sẽ là người đi là để làm cầu hôn thật. Và đây là sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Hay quá Chu ơi. Đơn đại em. Hề. Giỏi quá trời. Không thì tôi nghĩ chỉ có tình yêu mới làm cho người ta làm những cái trò vô lý vậy thôi á. Sau 6 tháng đi miệt mài khắp nước Nhật, Yasushi Takahashi đã thực hiện được ý định của mình với dòng chữ Marry Me, với một mũi tên xuyên qua trái tim, phủ kín lãnh thổ đất nước mặt trời mọc bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS. Hành trình của Takahashi còn được tổ chức Guinness công nhận là bức tranh GPS lớn nhất thế giới, phủ tới 7.163 km. Và một dấu O nữa ở vị trí của Chun Phạm. Dương Phúc đang có 2 dấu O ở một đường chéo, và chính giữa đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm sai. Theo khảo sát 500 người cả nam lẫn nữ, đa số không thích ăn sáng món gì? Theo Lâm thì thường buổi sáng Lâm hay ăn gì? Em thường thường là ăn hủ tiếu. Là món có nước. Có nước dễ húp. Đúng. Đúng, cháo đồ. Ăn gì nặng bụng buổi sáng ta? Tôi nghĩ là cơm tấm hoặc là bánh mì. Cơm á anh, ăn cơm buổi sáng nặng bụng. Sáng em thích ăn bánh mì lắm. Cơm, em nghĩ là cơm thì ăn cơm nặng bụng lắm. Với lại ngày xưa mà nhà mà cơm mà bữa sáng mẹ kêu bớt tô cơm ăn tí, ăn đi tí. Rồi nó khó chịu dễ sợ. Em nghĩ là cơm. Hồi đó ngày nào cũng ăn cơm tấm hết. Ngày nào cũng ăn cơm tấm. Dạ, em là nữ hoàng tinh bột, em đam mê cơm, em có thể bỏ tất cả nhưng không giờ bỏ cơm. Đúng. À. Nhưng mà ý là ăn sáng thường, ăn sáng. Buổi sáng á, mặc dù bánh mì rất là ngon nha, nhưng mà buổi sáng ăn bánh mì đối với em là nó hơi khô á. Nhưng mà với bản thân em sáng nào cũng thích ăn bánh mì á. Đúng rồi, mẹ cũng vậy, mì nó tiện, nó gọn. Cơm là lựa chọn của Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Xin hỏi bạn, tin hay không tin Lê Dương Bảo Lâm? Theo như em thì cái sở thích của em thì em không thích ăn cơm buổi sáng. Bởi vì ăn cơm buổi sáng nó tạo cho mình cảm giác khô khan cái cổ họng của mình ấy. Thì em thì tin anh Lê Dương Bảo Lâm. Vì đồng tình với 500 người đó là có mình trong đó. Dạ vâng. Nếu chính xác ngăn chặn thành công, nếu không chính xác thì đối thủ của mình sẽ trả lời ngay vị trí đó luôn. Một câu hỏi mới và đây là sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Hợp lý. Các món cơm, dù cơm chiên hay là cơm tấm hay là cơm nguội gì đó, chiếm 17% cao nhất. Bánh mì 16%. Cho bánh mì là lựa chọn. Nó khô lắm. Vừa rẻ, vừa nhanh, đỡ mất thời gian. Phở 15%, cháo 10%, các loại bánh ngọt, bánh bao, bánh bèo hay là xôi là 5%. Bánh nước, bánh cuốn là 4%, là mì gói là 3%. Ồ, có mì gói luôn. Có mì gói luôn á. Như vậy là ngăn chặn thành công. Một dấu ít đầu tiên. Xin chúc mừng. Bây giờ tới Dương Phúc, xin mời. Chị Buka, giúp em nha. Ok, chị sẽ giúp em một vé. Buka. Vũ khó. Lại là một câu hỏi về âm nhạc. Loài vật nào xuất hiện trong lời bài hát Cà phê miệt vườn? 2, 3. Anh đi cà phê bài trời đó. Trời ơi, cái bài này là kiểu mà em, anh Dương Lâm, em anh có song ca một lần trời. Hoài luôn. Đúng rồi, hoài luôn. 2, 3. Anh đi cà phê sao đâu hôm tối hôm mọi về. Anh đi cà phê sao. Ủa sao có người tông vậy? Sao vậy? Sao vậy chị? Anh đi tới 2 giờ sáng. Sao bà đi tới 2 giờ sáng? Anh đi. Trời ơi, bà dài lắm á. Giờ về nhà thăm em, nói ra làm sao em tin giùm anh chủ tư bên nhà Kiều theo bằng ăn. Có chú Tư, có chú Tư ạ. What? Anh nhớ là Buka, con gà trống đúng không? Hỏi con gì vậy? Con gà trống. Anh đi nó ra 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 về nhà thăm em. Con gà. Thôi em không cần phải nói nhiều nữa về cái lĩnh vực âm nhạc đó, là cái kiểu mà chị gọi là nó uyên thâm quá rồi. Master. Master rồi. Nói tới cái gì là biết tới cái đó, cho nên là chị sẽ trả lời câu hỏi đây là con cá. Mặc dù hát nãy giờ không thấy con cá. Chị nghĩ con sò huyết á. Ủa chị. Rồi hát sao con sò huyết. Anh đi dìm chưa về em nấu sò huyết anh ăn. Hay á, hay á. Sò huyết. Giỏi á. Có sò huyết rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Dừng lại, dừng lại đi. Dạ em dừng lại. Dạ con cá, em nghĩ con cá. Con cá. Dương Phúc tin đi không ạ? À? Dạ em tin vào khả năng ca hát của chị Buka, tại vì em nghĩ là chị nên đi bút làm ca sĩ chuyên nghiệp. Đúng. Đồng người vội vàng lướt qua.
Chợt như tình yêu thế thôi. Hay luôn. Trời, tên là khả năng ca hát của chị Buka. Em có biết bài này không? Dạ, nãy giờ em có nhẩm theo mà em không có nhớ nguyên bài. Nhưng em có nhớ một câu là gì mà cá không ăn mồi, anh đi cà phê gì đó. Đúng rồi. Dạ. Tên Buka là con cá. Và em nó đưa ra cái câu trả lời hoàn toàn chính xác, con cá. Sống lo thuyền anh không ra ngồi khơi, cá không ăn mồi, anh đi cà phê. Dạ đúng rồi. Một dấu hiệu nữa tại vị trí của Buka cho Dương Phúc. Hay quá. Dành cả tuổi thanh xuân để đi chặn. Chặn người ta ở vị trí của Vinh Dâu ạ. Vinh Dâu. Chặn là phải chặn cho được nha. Đúng vậy. Câu hỏi dành cho Vinh Râu. Theo một video ghi lại, những người chơi golf trên đảo Christmas trời ơi, của Australia vậy? Đã bị con gì tấn công và bẻ gãy gậy chơi golf? Trời, bẻ được cái gậy luôn á hả? Nếu mà bẻ được gãy cái gậy là chỉ có con vợ. Con vợ đâu mạnh được vậy. Con vợ làm gì mà đi chơi cái đó cũng lành mạnh mà có gì đâu mà phải bẻ. Bẻ được cái gậy đó phải là voi á. Không, nếu mà Úc á, thì thiên hướng về cái con kangaroo. Rất là nhiều. Tại thật sự mà theo mà coi các clip á, thì kangaroo là một cái động vật mà cơ bắp rất là bự. À, anh sẽ chọn kangaroo. Kangaroo. Đức Anh thân mến, tin đi không ạ? Tin anh Vinh Dâu. Tin Vinh Dâu là kangaroo. Con kangaroo là một lựa chọn cũng rất là hợp lý bởi vì là đất nước chuột túi mà. Và Đức Anh tin Vinh Dâu là sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Đây là một con cua. Dạ. Ai cua? Cái gì? Cua dừa. À. Mọi người biết cua dừa không? Dạ biết. Bự lắm. Nó ghê lắm. Cua dừa ghê lắm. Không, cua dừa nó rất là to. Mười mấy, 20 ký là bình thường. Và nó là con cua sống ở trên cây dừa và này, chuyên cắt trái dừa làm đôi để ăn. Đúng rồi. Và con cua này là thịt rất là ngon luôn. Thì cái ông này em chơi góp thì nó giật cái cây đánh góp của ông thì ông giằng co. À. Thì cùng nó kẹp ngay chỗ cái khớp của cái cây đánh góp á thì nó gãy làm đôi. Ghê thiệt trời. Cua này cái càng nó rất là mạnh, nó có thể cạp trái dừa làm đôi là chuyện bình thường. Nó leo cây dừa ghê lắm. Tại vì trước của Vinh Râu hiện tại là Đức Anh ngăn chặn không thành công. Thế nên cơ hội lại đến với Dương Phúc. Câu hỏi tiếp tục ở vị trí của Vinh Râu. Chiếc tên lửa đầu tiên do Ấn Độ sản xuất được di chuyển bằng phương tiện gì? Sau khi người ta sản xuất tên lửa xong, thể di chuyển ra cái đài để phóng, ví dụ vậy, thì di chuyển bằng phương tiện gì? Họ sẽ không vận chuyển bằng những cái mà mình nghĩ đâu. Em nghĩ những thứ càng nặng á, người ta phải di chuyển trên nước á. Nước thôi. Hợp lý. Ấn Độ là bò nhiều á, coi chừng đi bằng xe bò. Anh Lâm mới nói một cái câu hợp lý nha. Cái xe bò lại là dùng sức kéo của những cái động vật chuyên kéo thì nó sẽ rất là hợp lý. Câu hỏi là lần đầu tiên nên có thể là một cái phương tiện thô sơ chứ không có nổi. Nếu mà câu hỏi vậy thì kỹ càng bình thường thì nó càng bất ngờ. Maybe có thể là con bò hoặc là xà lan hay là gì đó bất kỳ. Xà lan? Ấn Độ có xà lan không anh? Nãy Khải Như nói. À, xà lan có ở phà cắt lái mình thôi chị ơi. Đáp án cuối cùng của Vinh Râu là? Dạ, xe bò. Xe bò. Cái câu này thật sự là không biết nha. Khó thiệt. Tên lửa. Dương Phúc thân mến, đây là câu hỏi mang tính chất quyết định. Hãy suy nghĩ cho kỹ 5 giây cho sự quyết định của mình. 5, 4, 3. Tin. Tin. Rồi, wow. Vì sao lại tin à? Bản thân em nãy giờ có đưa ra nhiều sự lựa chọn lắm. Tại vì em có xem qua một số clip vận chuyển tên lửa. Nhưng mà thời buổi hiện tại, nhưng mà thay về thời gian lúc trước thì những phương tiện rất là thô sơ. Thì nãy chị Khánh Như có nói là vận chuyển bằng nước á, thì em có nót lại cái đó trong đầu. Và em có cái thứ hai là bằng con lăn, có thể là người ta di chuyển hoặc bằng quán tính á thì di chuyển nó đi. Nhưng mà từ vận chuyển kéo, sức kéo ở bên Ấn Độ em nghĩ là có, nên em tin anh Vinh Râu. Tin là di chuyển bằng phương tiện thô sơ, đó là xe bò. Đây là một lựa chọn mang tính quyết định. Nếu đúng là chiến thắng, nếu không chiến thắng thì dấu ít thuộc về Đức Anh và Đức Anh có quyền kết thúc trận đấu tại BBW chủ động hoàn toàn. Đây là sự lựa chọn. Không chính xác. Người ta sẽ di chuyển tên lửa bằng xe đạp. Trời ơi, cái gì? Hành trình chinh phục vũ trụ được cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, viết tắt là ISRO, bắt đầu từ một ngôi làng chài nhỏ bé ở Simba bên bờ biển Ả Rập, nơi các nhà khoa học sử dụng một ngôi đền để thiết lập cơ sở phóng tên lửa đầu tiên. Những chiếc tên lửa đầu tiên được vận chuyển bằng xe đạp và những vệ tinh đầu tiên
được kéo bằng xe bò. Xui thôi. Xui rồi. Tại vì người ta, cái cách người ta chọn, em hiểu không? Chứ còn người ta vẫn hôm lấy... bữa mà chở cái vệ tinh bằng xe đạp mà chở tên lửa bằng xe bò là mình đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy là một dấu ít đã thuộc về Đức Anh, xin chúc mừng. Cơ hội kết thúc trận đấu tại vị trí của BB Trần. Yo. Theo khảo sát, 100 sinh viên nỗi sợ lớn nhất của họ khi đến trường là gì? A. Là thầy cô khó tính. À. Sợ không ạ? Sợ. Sợ hơi thôi. B. Là gánh team, là học nhóm á. Sợ không ạ? Sợ chưa? Sợ luôn. C. Là thuyết trình trước đám đông. Xỉu liền luôn á. Em thấy có rất là nhiều người sợ cái phương án đó, sợ lắm luôn. Sợ. Chưa sợ đâu. D. Thi lại. Thi lại đâu sợ, phải là thi rớt mới sợ. Em nè, em bị nợ môn mà em thi lại em sợ không chết luôn á. Tại vì rớt là nó sẽ rất là mất thời gian và nó nhiều khi nó không có cơ hội để thi lại luôn. Baby Trần, em nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em chưa có qua thời sinh viên nên em cũng không có biết. Em tới lớp 12 là em ngưng rồi. Em rất là muốn cảm giác một lần được ngồi trong giảng đường rồi được đi học như mấy bạn sinh viên. Hồi xưa em đi học phổ thông có bị thi lại không? Có, em có thi lại nha. Sợ không? Em có thi lại một môn là môn Anh văn á anh. Trời. Nhưng mà vấn đề em thấy á, khi mà em đi chơi với mấy bạn em nha, lúc mà mấy bạn còn học ở sinh viên này kia đó, em thấy đa số ai cũng nói một câu một à. Sợ nợ môn. Kiểu mà sợ là, ý là chắc là sợ thi lại á anh. Nợ môn lúc thi lại đó. Cũng nói cái câu mà nợ môn chứ em nghe rất là nhiều luôn á. Không, cái này em đồng cảm này, tại có một lần em đang livestream và em search cái kết quả điểm thi và em phát hiện ra em thi rớt. Ủa? Em nghĩ là sợ thi lại đó. Đó, em cũng nghĩ là sợ thi lại. Em nghĩ cái cảm giác thi lại là cảm giác sợ nhất. Tại vì ai đi thi cũng nói trời giá trời cho qua môn này, chứ không thôi thi lại mệt lắm. Thi lại là cái khả năng cao nhất. Tại em nghe mọi người cứ nhắc tới cái kiểu mà ồ thôi tao sợ nợ môn. Tại thứ nhất là tốn tiền, mất thời gian, tốn tiền. Và chưa kể như là cái gì, danh dự nữa. Tự nhiên vô trường, ôi trời nợ môn này kia. Lựa chọn cuối cùng là? Dạ, vẫn là thi lại anh à. Thi lại. Tên đi không ạ? Bản thân em thì cũng chỉ học hết lớp 12 giống anh BB Trần thôi. Thì em cũng chưa được trải qua cái quãng thời gian mà đi học sinh viên hay là cùng bạn sinh viên làm như thế. Thì em nghĩ em tin anh BB Trần. Tin BB Trần. Nếu chính xác thì chúng ta chiến thắng. Còn chính xác thì cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Không chính xác thì thả con em tại đây đó. Đây là sự lựa chọn. Bị nợ môn mà em thi lại em sợ không chết luôn á. Tại vì rớt là nó sẽ rất là mất thời gian. Và nó nhiều khi nó không có cơ hội để thi lại luôn. Vấn đề em thấy á, khi mà em đi chơi với mấy bạn em nha, lúc mà mấy bạn còn học ở sinh viên này kia đó, em thấy đa số ai cũng nói một câu một à, sợ nợ môn. Thì em cũng chưa được trải qua cái quãng thời gian mà đi học sinh viên hay là cùng bạn sinh viên làm như thế. Thì em nghĩ em tin anh BB Trần. Chính xác. Thấy chưa? Thi lại chiếm 27%, thầy cô khó tính 26%, thuyết trình trước đám đông 18% và gánh team là 16%. Chiến thắng thuộc về Đức Anh, xin chúc mừng. Hay quá, lội ngược dòng ấy. Đức Anh sẽ vào nghỉ ngơi và chờ đợi tiếp chiêu với lại người chiến thắng ở vòng thứ hai. Còn mình cũng vào nghỉ ngơi và chờ đợi đấu với người không chiến thắng ở cặp đấu vòng thứ hai. Yeah. Và bây giờ là cặp chơi tiếp theo, xin mời. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Chọn Ai Đây. Cặp đầu tiên đã có người chiến thắng. Bây giờ là cặp tiếp theo, Xoài Non và Trần Nhậm. Xin mời. Xinh quá trời. Dạ. Hey gái. Dạ, em chào anh Giang và chào tất cả anh chị. Chào tất em. Tất cả việc quý giả. Em là Xoài Non. Anh mắm ruốc nè. Chấm luôn. Ôi, ghê lắm luôn. Ba đứa rồi. À, ý là em hả thính đồ này nọ vui vui thôi. Nói em
xoài cát Hòa Lộc, em xoài keo rồi. À, sao mình không đặt là mít non hay là cốc non mà đặt là xoài non bé? Dạ tại xoài non nó chua. Chua. À, em có chua không? Là em chua chát lắm mà. Chua hay sao? Dạ nó cái tên nó cũng sâu xa dữ lắm ạ. Công việc của mình hiện tại là gì bé? Bán xoài xỉu. Em đang làm mẫu ảnh và chuẩn bị chuyển hướng qua làm diễn viên luôn. À, rồi. Hy vọng là con đường sắp tới là diễn viên mình nó sẽ rộng mở. Ủa nhưng mà em làm diễn viên em lấy nickname là xoài non luôn hả? Em có định đổi nghề danh? Đổi lại rồi. Là gì anh? Xoài chín. Ủa? Nó là lớp diễn viên còn học hỏi chín mùi rồi làm nghệ sĩ xoài chín. Bạn nam. Em bạn... chào. À, giới thiệu đi. Em chào tất cả anh chị ạ. Em tên là Trần Nhậm ạ. Năm nay em 24 tuổi rưỡi. Công việc hiện tại của em làm diễn viên ạ. Và ngoài ra thì nghề chính của em là đi tìm người yêu ạ. Wow. Đi tìm người yêu. Chị sao mối quan hệ lớn hơn em chút. Bé nó nói là bé biết chị Như có nhiều thứ nhưng mà có một thứ nó cần mà chị Như không có. Là gì anh? Tuổi trẻ, tuổi trẻ. Đủ rồi em Giang. Hết rồi, em hát chị đứng lên. Đừng, nói đùa chứ. Đừng khóc, chị em tổn thương dữ lắm. Cứu chị. Em sẽ cưới chị. Ok. Như ơi, bình tĩnh đi chị. Rồi bây giờ anh hỏi Trần Nhậm nè, mình là mình diễn viên ở chỗ nào hay là mình tự do thôi? Diễn viên ở chỗ nào? Thôi xin lỗi. Thế có anh làm mình nè, mình có rồi. Công tác ở đơn vị nào không? Hồi nhỏ thì em làm diễn viên ở xóm ạ. Diễn viên ở sao? Dạ vâng, bây giờ lớn lên thì em làm diễn viên trực thuộc công ty ạ. Đi à, có công ty rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thì cũng chúc mừng cho em cái đường diễn viên của em sau này nó sẽ thanh thang hơn. Dạ. Thì bây giờ hai bạn thì xin hỏi là ai là người chơi trước ạ? À? Chắc là em nhường xoài là con gái chơi trước. Ơ kìa. Ơ kìa. Ôi trời ơi. Ơ kìa. Em muốn chơi trước, em muốn chơi sau. Xoài chơi đi em. Xoài đi em. Xoài chơi đi xoài em. Đi em cũng được, em cũng được. Xoài non sẽ chơi trước. Vòng 2 xin được phép bắt đầu. Yo. Xoài. Chọn vị trí nào xài? Dạ. Cốc ổ bí ghim quá trời là xài. Xài á, xài á. Xài. Xài cho dạ, bóng nước đi em xài. Em chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Wow. Lê Dương Bảo Lâm. Hay quá. Anh Lâm giúp em nói nhanh lắm. Câu hỏi sau đây, nếu nói về hướng vui thì chúng ta cảm thấy vui. Nhưng nếu nói về hướng tổn thương thì có thể nó sẽ làm các mối quan hệ của nghệ sĩ nó đi vào góc tối. Trời ơi, như thế này. Hay mình hỏi hỏi được không anh? Gì nghiêm trọng. Đổi câu hỏi à. Nếu được quyền đổi câu hỏi thì anh sẽ đổi liền. Nhưng ban tổ chức đã quy định anh cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Trời, nghe thương quá à. Trời, chết rồi, khắc nghiệt quá à. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Theo khảo sát 200 bạn trẻ yêu thích ca hát, trong 9 nghệ sĩ của chung cư chọn ai đây? Đa số họ sẽ chọn ai là người mà họ không muốn nghe tư vấn về âm nhạc? Trời ơi. Mấy cái câu hỏi này có nước cái nhột nhột sao á. Mọi người xem lại chọn ai đây từ một câu không giờ hát đám cưới á. Đúng rồi. Không, đám cưới là chị Vuka được rất là nhiều lựa chọn. Em mới là người không lên này. Không, tại vì cái này là không muốn nghe tư vấn về âm nhạc chứ phải không muốn nghe hát. Nhưng mà Bu là rất là rành về âm nhạc. Đúng rồi, bao nhiêu câu hỏi về âm nhạc đều trả lời được hết đấy. Tức là mình thi vô trường âm nhạc rồi nó cần một người tư vấn vô. Đúng rồi. Đúng vậy. Em là nhà nghiên cứu về âm nhạc mà. Nhà nghiên cứu. Có thể là hát không hay nhưng mà biết nghe nhạc hay. Nhưng mà mọi người cứ coi lại đi, từ mùa 1 tới giờ em tư vấn về âm nhạc câu nào cũng đúng. Đây là một cái khảo sát vui chứ không phải khảo sát về trình độ âm nhạc. Vui hả? Vui hả? Rồi. Vẫn chọn hả? Vui vẫn chọn hả? Vui vẫn chọn. Nói chuyện đi ạ, nói chuyện đi ạ. Không nói bị xích mích tình cảm. Nói đại đi ạ. Hả? Ủa? Alo. 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 Nghe rõ không ạ? Em nghĩ là Buka nè. Xài thấy sao? Em thì em không tin. Không tin vì sao? Tại vì em lại nghĩ về anh Mạnh Văn Khoa nhiều hơn. Ủa sao cái gì mà bi đát về âm nhạc là cũng dồn hết vào thân em về anh ra? Khổ thân tôi thế. Em đã không được hát đám cưới, bây giờ không được tư vấn luôn. Lựa chọn không tin Lê Dương Bảo Lâm là... không chính xác. Chị muốn cái vậy đó chị. Là đúng mà. Nghề Buka quá. Thôi có gì đâu buồn chị. Có đâu buồn em. Buka được chọn bởi vì Buka 27%. Trời ơi. Mạc Văn Khoa
kế bên 15%. Trời ơi. Vinh Râu chạy quá quân thì em cũng Vinh Râu kế thôi. Bên Mạc Đăng Khoa 14%. Trời ơi. Lê Dư Bảo Lâm, Khánh Vân 10%, Missy 9%, BB Trần là 9%, Khả Như 6%, và người dữ dội nhất là Chu Phạm chỉ có 4% thôi. Trời. Có nghĩa là người ta tin Chu Phạm nhiều nhất. À. Cứ đưa những câu hỏi về âm nhạc tôi tư vấn nhiệt tình cho đúng rồi bây giờ lại khảo sát như vậy. Tôi thấy cái sự cài cắm gì trong đây nè. Không phải là chị Phúc Kha. Cô ơi, câu hỏi này làm cho em tỉnh á. Tại vì em tư vấn âm nhạc nhiều hổm rài layout em ca sĩ không, người ta sợ em đi hát, người ta làm cho em tỉnh táo lại. Không. Người ta làm như vậy em quyết tâm đi hát thì người ta nể em. Em quyết tâm đi hát chỉ có một người nể em thôi. Thôi, mình tiếp tục chương trình nha. Ok, con gái. Dạ. Như vậy là một dấu O đầu tiên đã thuộc về Trần Nhậm, xin chúc mừng. Dấu gì? Bây giờ là Trần Nhậm hãy chọn vị trí mẹ. Giờ em Khánh Vân đi, em ế quá. Ế quá em. Đẹp quá. Bé này đẹp quá. Hoa hậu đi em. Nghe theo anh em chọn bạn Khánh Vân. Khánh Vân. Khánh Vân có số rồi. Chị sẽ cố gắng. Khánh Vân là một trong những hoa hậu rất đẹp và thường trả lời những câu hỏi là nó cũng đi một hướng một mình một ngựa. Tào lao nhất. Ban đầu tôi anh ấy chụm vô lắm. Khánh Vân mà trả lời cái toàn xa lên. Câu hỏi dành cho hoa hậu Khánh Vân. Theo khảo sát 300 phụ nữ. Wow. Là có lợi mình rồi. Có lợi. Có lợi à. Theo khảo sát 300 phụ nữ, đa số họ cho rằng nhất thiết phải mua sắm quần áo mới vào khi nào? Dạ dễ thôi, dịp mà người ta bán sale, hàng sale thì mình mua hàng wow. Giảm giá. Hợp lý. Ví dụ vào dịp sinh nhật hay là một ngày gì trọng đại thì cũng phải cần mua đồ mới chứ. Mấy cái dịp đó thì có thể mua, còn đúng dịp sale là chắc chắn phải mua. Không, chị nghĩ là sale á, tại vì tháng nào cũng sale. Không có lý do gì mà tất cả những brand lớn đều tổ chức những cái siêu sale khổng lồ để cho chị em mua. Cứ sale là người ta mua không chỉ riêng quần áo đâu, đồ điện tử, đồ gia dụng, tất cả mọi thứ cứ sale là người ta mua thôi. Không, cũng thật sự không cần phải phụ nữ nữa. Mỗi lần mà sale đồ gia dụng là tôi mua rất là nhiều á. Có nghĩa là ít nhất là mua một món cũng được. Nhưng mà tại vì ta có dịp sale mình phải mua thôi. Phải mua. Ủa BB Trần. Dạ. Câu hỏi là khảo sát 300 phụ nữ mà. Ủa? Em sao á? Rồi, lựa chọn cuối cùng của Khánh Vân là dạ. Sa leo sale. Mua sale khi quần áo sale. Trần Nhậm thương bến, tên gì không ạ? Em lựa chọn tin ạ. Tin, quá đơn giản đúng không? Mà anh thấy dạo này bạn trẻ, các bạn nam cũng là cũng mua luôn chứ không có bậc nữ dạ, không đâu. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là thưa quý vị, rất đơn giản, lựa chọn của Trần Nhậm là tin Khánh Vân, mua sale là lựa chọn. Không chính xác. Vô lý vậy. Bởi vậy. Trời ơi, anh Giang còn đem vô nữa là kiểu đúng rồi, quá đơn giản mà ha. Anh thấy đúng. Hợp lý thiệt. Cho em xin phép được đi về ạ. Quên. Tết luôn hả? Ở vậy cả chung cư mình đồng lòng sai luôn á. Chúng ta đã bị bó vào câu hỏi và chúng ta tìm một câu trả lời. Đó là gì? 300 phụ nữ. Họ đi mua đồ khi nào? Chúng ta nghĩ là xe có tiền mua. Sao chúng ta không nghĩ vấn đề bắt buộc họ phải mua? Tết. Sai. Thì đám cưới. Đám cưới. Sai. Hẹn trai. Sinh nhật. Sai. Mập sai. Lên. Chính xác. Yeah. Mập lên. Khi tăng cân 34%, chọn là khi tăng cân. À. Vì không mua thì không có đồ để mặc. Có khoản thu nhập bất ngờ là 19%. Khi stress là 18%. Cảm nắng một người nào đó là khi yêu đó là 14%. Đi đám cưới người yêu cũ là 9%. Trời ơi, có gì đó. Đố các bạn tại sao phụ nữ khi đi đám cưới người yêu cũ mua đồ? Trả thù. Bữa có mua đồ không? Muốn cho đẹp, thiệt là đẹp. Cho hối hận chưa? Không có. Lý do đấy là lý do mà nghĩ nhiều phần trăm hơn luôn. 7% mua đồ á là để lúc gặp người yêu cũ của chồng hoặc là người yêu cũ của bạn trai. Như vậy là một dấu ít thuộc về xài non. Xài thân mến, xài có đường đi thuận lợi bên đây. Xài chọn ai, trên hay dưới ạ? Dạ, em xin phép được chọn anh Vinh Râu. Vinh Râu. Chính quyền thị trấn Silo Pagau của nước Cộng hòa Sip đã dựng bức tường cao 5m để tôn vinh một loại củ đặc trưng. Đó là củ gì? Mình lúc đó mình thấy có một cái ông hình như là ở Cộng hòa Sip thì ổng rất hay ăn cái, nói chung là cái thực phẩm đó là cái thực phẩm chính của ổng luôn. Có nghĩa là ngày này qua tháng nọ ổng nấu tất cả những món ăn của ổng đều là với củ khoai tây. Ủa? Củ khoai. Hợp lý á. Nhưng mà không rõ là phải nước Cộng hòa Sip hay không thôi.
Thì nếu như mà đó là thực phẩm chính thì hoàn toàn có thể kiểu như là cái khu vực đó họ dùng cái lương thực đó để làm ấy, kiểu như mình có bông lúa hay gì đó. Như là có chừng củ khoai tây. Tức là thường thường á, ở một cái nơi nào đó, địa phương đó mà người ta về nông nghiệp mà canh tác cái loại hình cái cây đó mà là phát triển bền vững là người ta sẽ có một cái biểu tượng. Cái biểu tượng về cái loại đó. Làm như signature của nó vậy đó. Signature. Theo Vinh nói signature của cái vị trí này đó chính là củ khoai tây. Quá hợp lý. Tin không? Em hả? Dễ mà. Dạ thôi, tin. Tin. Vinh Râu mà phải suy nghĩ nữa. Chưa tin lắm. Củ khoai tây là đáp án của Vinh Râu và Sài Non Tin. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. Silopago là vùng đất trồng khoai tây lâu đời nhất ở Cộng hòa Sip và cũng chính nhờ khoai tây mà thị trấn phát triển thành một cộng đồng hơn 10.000 cư dân lớn mạnh như ngày nay. Hầu hết những du khách tham quan trực tiếp khi được hỏi đều không nghĩ rằng đó là hình một củ khoai tây vì nó quá dài so với thực tế. Và Xoài Non thêm một dấu ít nữa tại vị trí Vinh Râu, xin chúc mừng. Và bây giờ Trần Nhậm thân mến, mình sẽ chọn Mạc Văn Khoa chứ nhỉ. Nhưng mà nhìn anh Khoa không tin lắm á. Trời, em không tin. Em chọn anh rồi em không tin. Không tin thì mình chọn không tin. Đúng rồi. Đúng anh rồi. Cố, bởi vì cái những cái số trước anh tạo niềm tin quá cho nên là mọi người hay bị thất bại. Nên là cái tới vòng này là anh tạo một sự không tin tưởng. Em chọn anh rồi anh Khoa. Không tin thì mình chọn không tin. Thằng bé đúng. Câu này anh trả lời đúng rồi. Thằng bé nó quyết tâm không tin anh đó anh. Theo khảo sát 200 đàn ông, công việc nhà nào sau đây mà họ ghét nhất? A. Giặt đồ rồi phơi đồ. B. Quét nhà rồi lau nhà. C. Rửa chén. D. Đổ rác. D. Rửa chén. Rửa chén. Em còn ghét rửa chén nữa còn gì. Rửa chén á. Em nghĩ là giặt đồ. Bây giờ có máy giặt rồi. Nhưng bây giờ phân tích này, đổ rác thì giữa nhanh hai vợ và chồng mà bắt vợ đổ rác thì nghe kỳ quá. Mà đổ rác nhanh lắm, mình cầm cái bịch rác mình ra. Đổ nó cũng nhanh quá. Sao rồi? Rửa chén á. Rửa chén là khó chịu nhất tại vì anh bị ướt tay. Giặt đồ thì giờ có máy giặt rồi đúng không? Đúng rồi. Có máy sấy luôn, máy hấp luôn. Máy rửa chén thì ít người đó hơn. Rửa chén, là rửa chén lâu nhà hả? Nó dính rồi, với lại nó ngay tay mình nó ngâm nước. Đàn ông thì ngay tay ngâm nước không có quen. Thứ hai là đàn ông ăn xong á ít khi thì rửa chén lắm. Liền lắm. Em rửa ăn xong mà sáng mai em mới rửa chứ không giờ. Cái nương đang ngồi coi tivi rồi ăn hoặc là em thấy những công việc này đều là những công việc rất là thú vị mà, rất là thú vị mà. Đó là chính vì cái thái độ này mà người ta không tin anh đó anh ạ. Trời ơi, thậm chí em nói thật với anh, một tuần em không được rửa bát em xì chết luôn á. Không rửa bát mình phải giúp công việc cho vợ chứ. Trời ơi, nửa tháng em không giặt đồ giúp vợ là em buồn lắm. Ủa thì bây giờ Khoa, em nhờ sự quyền trợ giúp của hai người đàn ông trong chung cư nè. Vinh ơi, có hai cái mình nên phân vân nè, là một là rửa chén như nãy phân tích rồi, lau nhà. Hai là lau nhà quét nhà. Tại sao khi mình quét không sạch mình lau lại nó bị bớt là cũng dễ bị cầm ràm lắm. Bây giờ nó cũng có cái máy lau nhà rồi mọi người, nhà chung nên rửa chén. Thật ra anh ấy, nếu mà là anh sợ lau nhà thôi, chứ còn rửa chén anh rửa bình thường, tại vì khi mà anh làm bánh xong anh quay qua anh rửa liền luôn. Vậy thì chúng ta trợ giúp làm cái gì ạ? Ba người ba đáp án, anh hỏi làm cái gì ạ? Thôi Vinh Dâu đi, nhìn Vinh Dâu có khả năng là đã từng làm các công việc ấy rồi. Khoa, em suy nghĩ kỹ nha, tại khi mà lau nhà, ví dụ những cái người mà ở chung cư thì không sao, nhưng mà ở 3-4 tầng lầu là đuối nha. Thì lau rất nhiều luôn á. Lau nhà quét nhà ha. Nhưng mà trong bao nhiêu người đó đâu phải ai cũng ở 3-4 tầng lầu. Khoa, cái này là em cũng gọi là 50-50 thôi. Rửa chén, em nghĩ là rửa chén. Tôi bạn nghĩ sao? Rửa chén. Em là siêu nhất nhà nhưng mà em cũng nói là rửa chén em ghét lắm. Rửa chén là lựa chọn của bạn Văn Khoa. Xin hỏi tin hay không ạ? À? Em lựa chọn. Em ở nhà em có hay làm việc nhà không? Em cũng thi thoảng ạ. Em ghét nhất cái nào? Em ghét nhất là phải rửa chén. Cái này là họ không muốn tin nhưng mà phải tin. Vấn đề là tâm sự của ham những người đàn ông với nhau nha. Tin anh hay không là tùy em. Tức là đây là em tin vào trải nghiệm của em thôi. Nhìn anh em vẫn không tin. Em phải hiểu quan trọng là bây giờ em có tin hay không. Trải nghiệm của em đúng không? Dạ. Em cũng nghĩ là rửa chén. Anh cũng nghĩ rửa chén. Vinh Dâu cũng nghĩ là rửa chén. Em quyết định tin ạ. Tin. Tin mà Văn Khoa rằng 200 người đàn ông này cái việc nhà họ ghét nhất đó chính là rửa chén. Đây là một sự lựa chọn mang tính quyết định, bởi vì nếu mình chính xác thì mình chặn được đường chiến thắng của Sài. Còn nếu mình không trả lời được thì Sài bắt buộc phải trả lời một câu nữa tại vị trí của bạn Văn Khoa thì mới giành chiến thắng. Đây là sự lựa chọn.
không chính xác. Không phải, có người nó ai chọn lau nhà? Em chọn lau nhà, em chọn lau nhà quét nhà. Em lau nhà nè. Ai chọn đổ rác? Anh em. Đáp án là giặt và phơi đồ. Ủa? Chắc phải người này giặt tay, chắc phải người này giặt tay. 40%, quét nhà và lau nhà là 22%, rửa chén 20% và đổ rác là 18%. Ủa giặt đồ dễ lắm trời. Khi đàn ông giặt đồ cho cả gia đình, anh liên quan tới đồ người lớn, đồ vợ, đồ nhạy cảm, phân loại đồ con, đồ cái, đồ màu, đồ trắng, rồi phải phơi, rồi phải đúng xếp rồi. Ủi lùm ra tại gia đình, giặt và phơi đồ. Giặt đồ là phải canh, canh rồi phải sấy, sấy rồi phơi, phơi cũng canh. Vậy mà mình không nghĩ tới thôi. Nãy giờ mình quên, tại vì mình cứ nghĩ là mình một mình, tại vì mình không có phân loại á. Bé xoài có khả năng kết thúc. Mà xoài có tinh khoa không nè? Xoài có tinh khoa không? Dạ cũng tùy ạ. Cũng tùy câu hỏi. Dạ đúng rồi. Đấy, câu hỏi dành cho Mạnh Văn Khoa là câu hỏi về âm nhạc. Ồ. Chết, vậy là không tin rồi đó. Chết rồi. Sao lại không tin? Trời ơi, em thở ra là thấy có âm nhạc trong người rồi. Đâu, hát một câu xem nào, hát một câu xem nào. 2, 3. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi khắc, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diu diu mập mờ. Gian gian diu diu mập mờ. Thấy gì mà chứ? Thở ra thấy âm nhạc rồi. Vậy mà đám cưới không ai chịu mời lên hát. Trời ơi, tư vấn nó không ai muốn tư vấn luôn. Hát rất là hay nhưng mà cái biểu cảm á nó rất là khó. Cái gì mà nó biểu cảm nó buồn. Đau khổ âm tỳ á. Gian gian diu diu mập mờ. Câu hỏi dành cho Mạnh Văn Khoa. Nhạc sĩ Trần Tiến đã nhắc đến loài chim nào trong ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên? Chết rồi. Quá dễ. Cháy lên đi. Trời ơi, bài đó mà đưa em rồi thôi rồi. Ngọn lửa bập bùng trong ta, ha ha ha. Ngọn lửa bập bùng bập bùng. Nhớ chứ chim, nhớ chứ bông đi. Ngọn lửa cháy mãi, cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Anh Khoa muốn em tư vấn không? Nghe đi, nghe nghe. Các em nhớ là con chim đó nó tên rất là lạ. Ngày hôm đó em có bay lên trời và hỏi nó. Em có hỏi đó là what's your name? Đó là trả lời là my name. My name is Rao. Nó tên là Rao. Em hỏi nó là what's my họ? Nó trả lời là chưa. Full name chưa Rao. Chim chưa Rao. Dạ, chim chưa Rao bay qua, bay qua, bay qua dưới bầu trời. Cái câu đó là dạ. Như từng đàn chim chưa Rao, chưa Rao bay qua dưới bầu trời. Anh còn yêu em mãi, người ơi, đúng không? Vô rồi đấy, vô rồi đấy. Xong rồi, xong rồi, chốt. Em biết bài này không? Dạ không ạ. Đáp án cuối cùng là đó. What's your name? My name chưa rào. Chim chưa rào hả? Xoài non, tên đi không? Nghe lại. Dạ, tin ạ. Tin. Là tin này chắc tin Buka đâu phải tin Khoa đâu, đúng không? Em không có sự lựa chọn. Không, nhưng mà nghe thấy có giai điệu đó. Đàn chim chưa rao bay giữa bầu trời. Cảm được chị đúng không? Dạ, có hay hay dở thì em vẫn cảm được. Như vậy là Xoài Non tin Mạnh Văn Khoa. Dạ. Nếu chính xác thì mình là người giành chiến thắng ở vòng chơi này. Dạ. Và nhạc sĩ Trần Tiến là người viết bài này. Bài này rất hay và nổi tiếng, được nhiều ca sĩ Việt Nam trình bày. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. Còn đàn chim chưa ra bay qua giữa bầu trời, còn dòng sông Ajunba trôi qua dưới ánh mặt trời, còn yêu em anh còn thương em mãi người hỡi. Như vậy người chiến thắng ở vòng 2 đó chính là Xoài Non. Xin chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, Xoài Non sẽ vào nghỉ ngơi để gặp người chiến thắng ở vòng đầu tiên. Còn mình là người không chiến thắng, mình sẽ gặp người không chiến thắng ở vòng 1. Ngay bây giờ là cuộc chiến trở lại hai người không chiến thắng. Xin mời. Bây giờ là Dương Phúc và Trần Nhậm.
ai sẽ là người chơi trước ở vòng 3 này? Thôi mình cho khác lại rồi anh Tư Sĩ. Đúng rồi. 1, 2, 3. Thắng quyết định. Dạ, dù sao thì em cũng lớn tuổi hơn Nhậm nên là Nhậm chơi trước đi. Vậy ngay từ đầu người ta nhường đi. Chơi xù xì chứ. Có lẽ không? Khác lạ. Trần Nhậm, hãy chọn vị trí. Chọn anh đi bé. Sao chị nhìn em Khoa luôn. Em mới chọn Khoa luôn. Em chọn Khoa đi. Chọn Khoa luôn. Không ai tập ai là chưa một vòng sông. Bạn Khoa. Vòng 3 bắt đầu. Hay quá. Câu hỏi tới với em đi ạ. Câu hỏi ở bên Hollywood. Thôi, cái này không tin được nè. Ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood có biểu tượng gì dành cho đóng góp trong ngành công nghiệp phát thanh? Phát thanh hả? Phát thanh thì hình như là cái loa, cái mic, cái loa hay là cái mic chứ, cái mic. Khả Như đi cái đại lộ này chưa? Dạ rồi. Sao chị ơi? Chị không có nhớ rõ. Nhưng mà chị nhớ là cái mic hoặc là anh đi đâu? Anh đi đại lộ Đông Tây. Chứ đại lộ Đông Tây. Rồi, nhớ là cái loa hay cái mic. Loa tại vì cái mi hình như là ca sĩ. Đúng. Cái mi hình như là ca sĩ. Cái loa. Nhưng mà cái loa em nghĩ không phải đâu. Cái máy cassette. Cái máy radio. Cái máy cassette radio. Cái máy radio. Phát thanh. Cái radio. Mà nếu đơn giản vậy ta hỏi làm gì? Anh mới chỉ được một lần đi Thái Lan à? Anh chưa được điều kiện đi Mỹ. Anh ăn cái hình chữ nhật mà nó có hai cái lỗ nè. Chứ là cái băng cassette em. Không có băng cassette chứ. Đúng rồi. Cái băng cassette. Cái băng cassette đúng không? Ồ, hợp lý. Anh nghĩ là cái băng cassette này radio người ta thu. Người ta phát thanh bằng cái đó mà. Lựa chọn của Mạnh Phương Khoa là băng cassette. Chọn Nhậm, tên gì không ạ? Bây giờ em sẽ lựa chọn tin anh Khoa. Tin mà. Nếu như một câu trả lời sai thì khán giả đánh giá anh xa Khoa rồi. Đúng rồi. Trời ơi, áp lực. Em ơi, từ em ơi, không phải, không chắc chắn 100 nha em. Chắc chắn 100 nha. Tin Mạnh Phương Khoa đấy. Là lựa chọn của Trần Nhậm. Trần Nhậm tin Mạnh Phương Khoa. Đây là sự lựa chọn. Không chính xác. Hai lần rồi Nhậm. Mấy lần rồi? Hai lần. Trời ơi, nó nói là chưa chắc chắn mà. Đáp án là micro. Phía trong ngôi sao hồng là tên của người được vinh danh, được giác bằng đồng. Dưới đó là biểu tượng tròn bằng đồng, biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng cho những đóng góp ngành công nghiệp phát thanh. Tức là ai làm ngành nào thì ở dưới nó sẽ có cái biểu tượng đó. Một dấu ít thuộc về Dương Phúc, xin chúc mừng. Bây giờ là lượt của mình, hãy chọn vị trí. Chọn anh đi em. Hồi nãy là mình đã không gặp được nhau rồi thì giờ em chọn anh Lâm. Tại Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Có một chuyến xe bus chạy 5 tiếng quanh thành phố để chuyên trị căn bệnh gì cho hành khách? 5 tiếng đồng hồ quá. 5 tiếng đồng hồ. Trị liệu là hình như là nếu như mà nó phải là vấn đề về tâm lý. Em nghĩ là một cái bệnh mà chắc chắn là đi xe nhiều mình sẽ đỡ nè. Bệnh say xe. Đi rồi sai thêm. Thì ý là mình say nhiều mình luyện quen. Đúng rồi, ta luyện. Lấy đồng thì đồng cái lối say đấy. Không. Mà thường thường lên xe là mình hay buồn ngủ đúng không? Có khi nào mà những người mà mất ngủ mà leo lên trển cái dễ ngủ không? Nó là leo cái là chạy mà chạy buồn thấy không? Ngủ. Rảnh không biết làm gì ngủ luôn. Không anh Lâm, hình như em có đọc một bài báo là đúng là chị mất ngủ thì anh Lâm. Hợp lý không? Em nhớ là em có đọc rồi, hình như có ra đúng rồi, mất ngủ. Thôi. Hay quá. Lâm thấy con này ngủ quá nhiều cho nên Lâm nghĩ là chị mất ngủ. Sao nghĩ là chị béo phì? Ủa? Nên chị béo phì hơn anh. Tại vì ở bên cái nước phát triển là người ta làm văn phòng rất là nhiều, ngồi một chỗ. Nên xe buýt này là xe buýt không có ghế. Ủa? Thiếu chi tiết. Ủa vậy sao không vô phòng gym mà tập trạm, em chạy bộ đi mà leo xe chỉ cho cực vậy anh? Rồi lựa chọn cuối cùng là chị mất ngủ. Chị mất ngủ là hợp lý nhất. Chị mất ngủ. Tới đi không chị à? Có cái đó thôi. Dạ em tin anh Lâm. Tin Lê Diệp Lâm là một sự lựa chọn. Chính xác. Nhiều người thường xuyên bị mất ngủ nhưng khi lên xe buýt đường dài, tàu điện ngầm hay máy bay lại có thể chợp mắt ngon lành, nắm được xu hướng ngủ gật của người dân. Một công ty du lịch bên Hồng Kông đã mở tuyến xe buýt dài 76 km chạy quanh thành phố để khách lên xe ngủ. Một dấu ít nữa tại vị trí của Lê Dương Vũ Lâm thuộc về Dương Phúc. Rồi chúng ta cũng phải biết chúng ta đi đâu rồi chứ gì. Dạ anh Xuân Phạm ạ. Anh Xuân Phạm.
một cửa hàng bán takoyaki ở vùng Osaka. Takoyaki là biết gì các bạn? Bánh bạch tuộc. Ngon lắm á, em thích ăn cái đó lắm. Một cửa hàng bán takoyaki ở vùng Osaka nhận được lời phàn nàn có tóc trong thức ăn. Chủ cửa hàng đã làm điều đặc biệt gì để xin lỗi khách? Thường xin lỗi á, là người ta sẽ làm miễn phí cái phần đúng ăn rồi. Đó hoặc là miễn phí một tháng hoặc là miễn phí cả đời. Nếu vậy thì nó bình thường quá. Tặng một món gì đó nó lạ thì người ta mới hỏi. Mà người Nhật họ uy tín lắm nha, cho nên họ rất là sợ cái chuyện này. Em nghĩ là họ sẽ dẹp quán luôn. Thôi trời đó vậy. Cái gì ghê vậy? Cái này là một cái tiệm nhỏ thôi, chứ không phải là cái gì mà dẹp quán luôn. Em nghĩ thế cạo đầu hợp lý. Không, anh ơi, từ nay sẽ không bao giờ còn tóc trong món ăn nữa. Em xin lỗi. Ra cạo trước mặt khách, em xin lỗi mà. Em xin lỗi. Được chưa? Dạ, đúng là nếu mà cho miễn phí thì nó hơi bị bình thường ha. Anh nghĩ là chắc là Mạc Văn Khoa nói đúng á, lần này anh lại tin Mạc Văn Khoa cạo đầu. Ủa? Tại vì người Nhật hay kiểu nhưng mà sao mà Nhậm cứ gặp Mạc Văn Khoa hoài vậy? Cái đường dây liên kết gì á? Anh đấy đã rõ ràng là không giúp em chọn được rồi, anh ấy còn phá nữa. Thế là hợp lý thì anh coi. Công nhận cái này rất hợp lý nha. Rõ ràng lúc anh ấy trả lời đấy không phân tích, nhưng cứ đến em trả lời đấy anh Khoa nhỏ phân tích. Rồi, cứ bạn chốt là cạo đầu để xin lỗi. Trời ơi! Tin hay không ạ? Tư vấn! Em không tin ạ. Không tin. Rồi cũng chỉ có một không tin, không phải vì chú Phạm. Không tin là tại vì đáp án đến từ bà Văn Khoa. Yeah. Quá đáng mừng. Và không tin là một lựa chọn không chính xác. Cái chuyện ở đây em nên biết là em nên nhận ra là cho dù tin hay không tin thì Khoa là người để hại người ta. Khoa đi hại thế nào? Mình thấy hợp lý thì mình phân tích cho em nó thôi. Trời ví dụ mà anh không phân tích thì em còn tin. Từ từ anh em phân tích thì em thành không tin nữa. Trời ơi. Sự việc hi hữu xảy ra ở Osaka, chủ của một cửa hàng bán takoyaki có tên là Takoba ở Kami Shizuo đã dùng cách này để xin lỗi khách hàng của mình khi nhận được phàn nàn có tóc trong món takoyaki. Ở Nhật Bản, cạo đầu là một trong những cách xin lỗi nghiêm túc nhất. Người Nhật sẽ không xuống tóc nếu chỉ phạm một lỗi nhỏ. Tức là lỗi này có khả năng làm cho tiệm sa sút và đóng cửa thì ổng sẽ cạo đầu để xin lỗi. Không, thực sự khi mà mình ăn đồ ăn á mà trong cái tô bún cái gì mà có tóc á, thực sự rất là đáng sợ luôn á. Bây giờ tại vị trí của Chu Phạm, Dư Phúc có cơ hội kết thúc vòng này. Mình sẽ chọn Chu Phạm chứ hả? Dạ, bây giờ gây cấn không có chứ hả? Không có nào rớp rẽn hết á. Càng nước là con gì? Càng nước. A. Cua càng lửa. B. Bò hung tê giác. Và C là rùa đầu vàng. Vậy nó phải là con có càng rồi. Vậy là con cua hoặc là con bò hung. Con rùa thì vô duyên. Mình bỏ con rùa ra rồi đó. Bò hung đi. Con bò hung em nghĩ là bò hung. Có khả năng đó, có khả năng con bò hung. Ê, tôi nghĩ nó là con cua nha mấy. Nếu mà con cua người ta kêu càng cua chứ rồi, ai kêu càng nước. Cua nhiều mà cua còn có cúm, mà có rạm, rồi có còng, rồi có lâm á. Thường nếu mà cua người ta gọi là cua càng đước hay gì đó. Đúng rồi. Chứ không gọi là con càng đước là con cua. Đúng rồi, có thể mà con rùa thì phải là có cái gì đó về quy ha. Có chữ càng thấy bỏ rùa ra được rồi ha. Thấy bò hung là hợp lý nhất á. Cái từ này nó không phải là Hán Việt nữa, tại Hán Việt có chữ càng chứ làm gì có chữ càng. Thôi ok, Jun chốt là con bò hung. Bò hung. Lựa chọn của Chu Phạm là con bò hung. Tin hay không ạ? Em tin Jun Phạm. Vì sao ạ? Tại vì xác suất của anh Jun đa số các chương trình đều đúng hoàn toàn. Em tin Jun. Với lại một phần nữa là câu này Khoa nó bàn không có nhiều. Có bàn luôn. Khoa, nếu mà em chọn nó bán nào. Chọn đi anh, cái này là mình chọn của mình rồi. Thôi mà. Rùa. Em nghĩ là... Buồn quá vậy. Chọn buồn quá vậy. Không phải giờ nói ra mất công bạn ấy sai nữa. À, chọn rồi đúng không anh? Chọn rồi là đinh ra đóng cột rồi đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ con rùa anh ạ. Rùa đúng không? Gì vậy? Rùa trên nghĩ con rùa đúng không? Dạ. Rùa. Tại sao rùa? Không biết đâu, người ta cái chữ càng đó, nó không có liên quan gì đến cái càng thật sự mọi người. Nó chỉ là cái tên thôi ạ. Con bò hung là lựa chọn của Chu Phạm và Dương Phúc tin. Đây là sự lựa chọn nếu chính xác mang về chiến thắng. Và lựa chọn này không chính xác. Con rùa đúng không anh? Đáp án là con rùa. Con càng đước là con rùa răng hay là rùa đầu vàng. Loài rùa này chỉ sinh sống ở Đông Nam Á, phân bố rải rác ở các vùng thuộc Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam. Con càng đước thuộc nhóm động vật quý hiếm. Hiện nay ở nước ta, càng đước đã được nhiều nông dân lựa chọn để nuôi thương phẩm và nhân giống. Tuy nhiên, muốn nuôi phải được ban ngành chuyên môn thẩm định, chuồng trại và cấp phép theo quy định.
Như vậy chúng ta đánh mất cơ hội chiến thắng. Và một dấu O đã thuộc về Trần Nhậm. Chúc mừng. Em thấy anh giúp em chưa? Anh cố tình không tư vấn để bạn ấy có một lựa chọn sai đấy. Người đấy tư vấn là bạn lựa chọn đúng rồi. Chứ được chọn lựa lại nữa chắc chọn Trần Nhậm có hai hướng đi là Khả Như hoặc là Buka, Vinh Râu, Bibi Trần. Em nghe theo anh Jun là đi đâu chị Khả Như ạ. Khả Như. Cảm ơn em nha. Ế quá. Rồi được làm nghề rồi mọi người ơi. Câu hỏi này ảnh hưởng tới công việc, gia đình. Ủa nữa hả? Hạnh phúc. Rồi khảo sát. Mối hệ cộng đồng. Khảo sát nè. Theo khảo sát 100 người cả nam và nữ là chuyên gia, là những quản lý cấp cao. Trong chính nghệ sĩ của chung cư chọn ở đây, họ cho rằng ai là người hay diễn giải lòng vòng nhất? Dễ quá. Lòng vòng. Ông này em nghĩ em này hợp lý không? Không. Đâu, cái này chị phải suy nghĩ kỹ nha. Phải suy nghĩ kỹ nha. Phải suy nghĩ kỹ. Không, phải suy nghĩ kỹ đó. Nhưng mà phải kỹ kỹ một không. Chút xíu. Không, em thấy cũng giống. Phải suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ mọi người. Em thấy cũng giống lắm á. Thiệt. Trả lời đi ạ. Trong đầu em, tại vì hôm nay có Vinh á, em có trộm nghĩ tới Vinh. Nhưng mà hổm rài thì em nghĩ tới Khoa nhiều hơn ạ. Mà không Khoa, tại vì mỗi lần mà trả lời một câu hỏi gì Khoa hay có yếu tố gia đình, những người bạn, hàng xóm, ẩm con, đồ rất là nhiều. Tất cả mọi thứ nó phải từ chất liệu cuộc đúng sống rồi, kia. Đúng rồi, nó chất liệu cuộc sống. Không phải là mình bục vào một phát mình đúng trả lời liền được. Bởi vậy em tư vấn bạn hai lần sai liên tiếp đấy. Em cảm thấy cái sự mà lòng vòng nó rất, nó cũng có một cái riêng của Khoa. Nên em nghĩ là nó là Khoa thương hiệu lòng vòng ạ. Khoa lòng vòng ạ. Đáp án Khả Như là mặt của Khoa, tin đi không ạ? Em tin ạ. Đúng rồi, nãy giờ là nhưng mà sao? Tính ra cái đời cái em ấy đó, cái gì cũng liên quan đến Khoa hết. Dính vào em hay sao á? Câu hỏi nào cũng phải có dính mặt con Khoa vào. Khoa, em có nghĩ là em không? Có, cũng không có. Em cũng nghĩ thật, bởi vì là đôi khi em cũng hơi lòng vòng thật. Vì mình cũng phải lấy từ cái chất liệu cuộc sống, gia đình, từ ngoài xã hội, đó, từ đó, thời đó, tiết. Đó, 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 đó. Lựa chọn tin Khả Như, đáp án là mặt con Khoa, là lựa chọn. Không chính xác. Giải diễn lòng vòng nhất 26% là Lê Dương Bảo Lâm. Khoa lòng vòng nhưng mà Khoa vô vấn đề. Còn Lê Dương Bảo Lâm lòng vòng mà đi đâu á. Nãy em chỉ mà em đúng rồi. Thôi để mọi người đã chỉ rồi. Cao nhất là Lê Dương Bảo Lâm 26% và ngắn gọn nhất là Chun Phạm 6%. Đúng rồi, đúng rồi, ngắn gọn. Em bao nhiêu phần trăm ấy? Mà Khoa lòng vòng kế bên Lê Dương. Một dấu ít nữa thuộc về Dương Phúc. Còn chờ gì nữa? Người đẹp thôi. Em sẽ chọn. Dạ, tất nhiên rồi. Chị Vân giúp em nha. Ok, wow, chị sẽ cố gắng. Theo khảo sát 200 người phụ nữ, đa số thường làm gì khi người yêu hoặc là chồng của mình chụp hình cho mình mà xấu? A. Chị chưa? Ôi, có A kìa lựa chọn. Giận. Không giận. Em nghĩ làm bèm thôi. B. Chụp lại khi nào đẹp mới thôi. 2. Và C. Tự chọn góc và yêu cầu bấm. Tự chọn góc. Đây, chụp hình vô chụp cho em đi. 2, 3, rồi nè cưng. Trời ơi, sao chụp mất cái đầu em vậy? Chụp sao? Nhưng mà câu hỏi là của Vinh mà. Chụp từ dưới lên cho thấy cái chân dài nè. Vậy đúng không? Đúng. 2, 3. Đâu, coi. Ok, giờ. Trời ơi, mất tay em rồi. Để em, anh vô đi. Đó. Rồi, ngay chỗ này nha. Ok. Ngay chỗ này nha. Ủa, rồi, anh qua đây, anh qua đây. Hiểu rồi. Là ngay góc này đúng không? Ngồi đây là chỗ này. Góc rồi. 2, 3. Hay quá à. Trời ơi, hát gì hát trời. Hay quá anh ơi. Công nhận nha, hai anh chị diễn hay ghê, tôi thấy chụp hình đâu. Hay ghê, trả lời bây giờ đứng cười không à. Với câu hỏi này thì em rất là cảm ơn hai anh chị hàng xóm sát vách nhà em đã có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình. Và với cái sự hỗ trợ nhiệt tình và rõ ràng như vậy thì chắc chắn là không thể nào khác. Sự lựa chọn của em đó là đáp án C. Từ chọn gấp và yêu cầu phải chụp đúng như trang vậy. Hồi nãy cái tầng của mình đồng lòng cũng sai đó. Thôi vậy chọn lại xa le nãy không? Anh ơi, nhưng mà giờ nếu mà được thì có được chọn lại không anh? Chọn lại. Anh nhắc lại cho em thêm câu B nữa. A là giận, B là chụp lại khi nào đẹp mới thôi, và C là chọn góc. Chọn góc đâu em?
mình nghệ sĩ nhiều khi biết gần gốc, còn những người bình thường người ta kiểu thôi chụp lại cho đẹp đi thôi à. Có những người không biết gốc sao hết á, tại vì đâu phải là cái đẹp của ai cũng giống nhau đâu. Và làm chứ mình biết cái gốc nào đẹp, nhưng mà cái chị đó thì làm sao chỉ biết cái gốc nào đẹp, chỉ biết là xấu nè anh chụp lại cho em đi. Nhưng mà kêu hôm nay đi chơi nguyên buổi mà cứ chụp lại hoài, mà chụp lại không đẹp thì mệt, cho nên là giận. Kỳ nữa. Dạ đúng. Giận. Dạ được. Giận. Hở một chút là giận, làm cái gì cũng giận. Giận hoài. Em ý. Nó chắc vậy đó. B. A. A. Ý B. B. Là cái nào? Ý là giống cái nào? Đọc nó thật sự đi. Phải mà, phải mà cái câu này trước câu hồi nãy là cái câu lòng vòng nhất là chọn bà này rồi đó. Đúng rồi. Em chọn đáp án cuối cùng là B. Dạ B. B là tự chọn phim nào đẹp thì thôi. Dạ. Xin hỏi tên đi không ạ? Các trường hợp này em cũng đã từng trải qua rồi. Lúc là chị chọn C thì em có vân vân, nhưng mà chị chọn B thì em tin chị. Yeah. Em tin chị B. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Chụp hoài mệt lắm. Chụp biết bao giờ chụp đẹp. Đúng rồi. Phải là A. Giận. Giận ở đây không phải là giận. Không phải là giận không nói chuyện với nhau. Đúng. Nhưng mà giận đó là thôi khỏi chụp nữa thôi. Khỏi chụp nữa. Tâm lý giận là chung. Không có tâm nữa. Giận dỗi. Dạ làm bèm. Đáp án A là giận dỗi 29% cao nhất. B là chụp lại khi nào đẹp mới thôi là 24%. Và tự chọn góc yêu cầu phải chụp y chang như vậy là 28%. Chúng ta không giành chiến thắng được rồi. Một dấu O đã thuộc về Trần Nhậm, xin chúc mừng. Chúc mừng Trần Nhậm. Bây giờ hãy chọn vị trí đi ạ. Dạ, em chọn chị Puka. Puka. Dạ. Em tin chị không? Dạ, em tin ạ. Nam ca sĩ Hàn Quốc B-Ren tiết lộ anh từng bị nữ diễn viên Kim Tae-hee từ chối khi tìm cách tán tỉnh cô vì lý do gì? Trời, sao đố câu hỏi dở xa vậy? Chị Puka. Em biết. Ủa? Khỏi. Để người ta còn niềm tin với chị. Bây giờ mình phân tích đi. Hình như Bire là nhỏ tuổi hơn chị Kim Tae-hee. Thì đầu tiên có thể là chị không chấp nhận là có thể là anh Bire nó là nhỏ tuổi hơn. Đó là một lý do ha. Còn một lý do nữa là anh ấy là một người con trai rất là nhiều người con gái mê. Mà nhiều người con gái mê như vậy á, mình là người phụ nữ mà mình chọn một chàng trai quá nhiều người mê vậy, mình sẽ rất là mệt mỏi. Đào hoa. Đào tình nó hào hoa. Có thể là không chọn vì cái lý do anh quá đào hoa. Nhưng mà anh Miren, chị nhớ ngày xưa anh có những cái bộ hình chụp hình nó hay hở múi sáu múi. Sáu múi sáu múi chụp hình cơ. Hay hở hang. Thì nhìn anh hư hỏng lắm. Hư hỏng. Bad boy. Bad hư hỏng kiểu bad boy á. Thì có thể là chị này á, thứ nhất là chị lớn tuổi hơn, thứ hai là chị thấy ảnh, chị nghĩ ảnh là trai hư á, cho nên là chị không chọn. Trai quậy hả? Dạ, bad boy vậy á, kiểu mà giống như là bad boy á. Hợp lý. Em mà một cái chàng trai mà kiểu mà bad boy vậy em cũng sợ. Rồi, tên đi không ạ? Em lựa chọn tin ạ. Cậu ấy tin cái điều mà Puka vừa nói là Kim Tae-hee, nghĩa là cậu này là một con trai hư hỏng, nghệ sĩ hư hỏng, có thể anh không chịu hẹn hò. Dạ. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Đúng là em không nói gì bạn chính xác liền. Cảm ơn em nha Khoa. Một dấu O đã thuộc về Trần Nhậm. Lúc này anh này anh quá nổi tiếng đi, anh nổi tiếng toàn châu Á, rất là hot. Và nhiều cô theo đuổi. Rồi báo chí cứ đặt điều là anh này gặp ai là sẽ yêu người đó. Rồi làm sản phẩm nào với người nào là sẽ yêu người đó. Nên cô này cô sợ. Nhưng mà sau nhiều lần thì cô biết rằng là anh này thật lòng. Thì hai người thành chồng, thành vợ. Dễ thương. Và hạnh phúc đến bây giờ. Chúng ta còn chọn gì nữa ngoài một vị trí thôi. Rồi em sẽ chọn anh Vinh Râu. Vinh Râu. Theo truyền thống vào ngày 8 tháng 3 ở Italia, nam giới thường tặng cái gì màu vàng cho những người phụ nữ thân yêu của mình? Trời, hoa hồng vàng. Cái gì màu vàng hả? Hoa hồng vàng. Nhẫn vàng. Mà tại sao người ta tặng màu vàng nha? Tại vì ở bên đó màu vàng là màu chủ đạo, màu may mắn. Chị có nghe nói á, chị có nhớ là có từng nghe nói một câu chuyện là phải tặng hoa hồng vàng đó, mà không biết là nước nào thôi. Nếu mà tặng hoa thì quá bình thường, hỏi chi á. Không, thật sự là bây giờ nếu mà cái đó là màu may mắn thì chỉ cần tặng liên quan đến vàng là được. Mình tặng vàng hay là tặng vàng. Cái gì vàng, bằng vàng thì cũng được. Trời ơi, cây vàng nó bỉnh hên dữ vậy trời. Đỡ phải suy nghĩ. Tặng vàng. Bản thân mình đỡ phải suy nghĩ là tặng người ta tặng cái gì. Người ta cũng vậy. Vàng. Người ta cũng vậy, đỡ phải suy nghĩ, cứ là bằng vàng là được, tặng vàng. Là cứ là những thứ bằng vàng. Xin hỏi tin đi không ạ? Dạ, em xin lỗi Minh Râu, em không tin. Không tin. Không tin Minh Râu. Nếu chính xác là có một dấu ít. Nếu không chính xác thì Trần Nhậm sẽ trả lời tiếp tục tại vị trí của Vinh Râu để giành chiến thắng và lựa chọn không tin Vinh Râu.
là lựa chọn. Là lựa chọn. Chính xác. Yeah. Italy mà làm như châu Á vậy, tặng vàng. Tại Italy theo truyền thống thì vào ngày 8 tháng 3 nam giới thường tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình những đóa hoa mimosa vàng rực rỡ. Mimosa. Hôm nay bắt đầu tại thành phố Rome sau Thế chiến thứ hai và được duy trì tới ngày hôm nay. Hoa mimosa. Như vậy là một dấu ít nữa thuộc về Dương Phúc, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ chọn vị trí. Anh BB Trần ạ. BB Trần. Theo khảo sát 200 đàn ông, điều gì ở phụ nữ khiến đa số đàn ông chạy mất dép? Đó chính là sợ không phải là phụ nữ. Hợp lý mà anh, đúng không? Hợp lý. Ủa, là có nhiều người hay chạy trước BB hay sao? Rất nhiều lần rồi, cho nên là có kinh nghiệm. Em nghĩ là vô duyên á. Anh nghĩ là hút thuốc á. Em nghĩ á nha, là lôi thôi lết hết á. Không, thôi, cái này gọi là thôi, cái câu này quá dễ. Lết hết. Vậy chỉ là ở dơ thôi. Ở dơ á. Dơ ơi, coi như là bao quát luôn anh. Ở dơ bao thì quát ai cũng luôn. Sợ, không những nam nữ ai cũng sợ. Lựa chọn cuối cùng là em nghĩ là dơ đi anh, ở dơ là hợp lý. Ở dơ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ, ở dơ. Tại ở dơ mình nhìn bằng mắt dễ dội hơn. Còn vô duyên là mình phải tiếp xúc nữa. Đúng rồi, vô duyên là phải nói chuyện ngang qua nhìn cái người. Vô duyên phải tiếp xúc nữa, chưa kịp trả lời đâu. Em anh còn chưa kể là cái vụ mà hay đánh nha. Con gái hay kiểu mà tin hay không ạ? Tin. Ủa? Tin. Dạ. Tin BB Trần. Dạ. Là vệ sinh cá nhân. Dạ. Không chính xác. Ủa? Đấy mà. Cái mà BB Trần mới diễn với Miss T là mới là chính xác. Cư xử thô lỗ. Vô duyên. Cư xử thô lỗ. Đánh nha. Cư xử thô lỗ là 36%, hung dữ 19%, giọng the thé là 17%, ăn mặc lôi thôi lết thích lượm thụm là 14% và nói quá nhiều là 13%. Như vậy là chúng ta không ngẫu nhiên để thêm một dấu ít nữa để được hoàn chéo, mà chúng ta phải trả lời ngay vị trí của BB Trần. Một câu hỏi nữa. Trời. Trời, câu này dễ quá trời luôn. Dễ hả? Dễ cả. Quá dễ luôn. Điền các từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau đây. Bán chấm 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 mùa đông, mua chấm 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 mùa hè. Bán tuyết mùa đông, mua lửa mùa hè. Kỳ quá em. Ủa, bán cái gì mùa đông trời? Bán than mùa đông. Bán than mùa đông. Bán than mùa đông. Mua quạt mùa hè. Mua gió mùa hè chứ chị. Bán quạt mùa đông, bán bông mùa hè. Mùa hè thì biết tiền vô cái chữ nói thôi. Nói lại thì bán quạt mùa đông, mùa đông, bông mùa hè. Hợp lý quá ha. Mùa đông cần quạt, mùa hè thì cần bông ấm hả? Thì cái câu đó cái kiểu nói mày giống như mày vô lý á. Bây giờ dư thừa làm cái chuyện dư thừa. Thế thì không ạ? Dạ em tin. Đó, tin là sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Hay quá. Hay quá. Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè. Đây là câu tục ngữ chỉ những người làm mấy cái việc mà nó không hợp ngữ cảnh, hoàn cảnh thì gặp thất bại. 3 dấu ít hàng chéo đã thuộc về Dương Phúc, xin chúc mừng. Như vậy là Trần Nhậm không may mắn, mình sẽ ra về với phần thưởng là 4 triệu đồng. Còn người may mắn hơn là bạn Phúc sẽ ra về với phần thưởng là 6 triệu đồng. Ngay bây giờ là cặp đấu giữa hai người chiến thắng tại vòng thi đấu thứ 4. Chọn ai đây? Chúng ta đang trở lại với Sai và Sai. Đức Anh. Không lẽ mình chơi trước đúng không? Dạ. Sai. Em chơi trước à? Em thích hả? Dạ được, là được. Em chọn chị em Miss T. Miss T được chọn. Vòng thứ tư bắt đầu. Cảm ơn em. Em học sinh cấp 3
đa số sẽ làm gì nếu bị phụ huynh phát hiện có người yêu? Thì mình công khai thôi ạ. Mình ý là đằng nào cũng đã biết rồi đúng không? Ví dụ như bây giờ. Nhưng mà sợ lắm em, anh nghĩ là sẽ giấu. Không, hồi cấp 3 là em chủ động em đem người yêu em về, em nói với mẹ em là dạ con có người yêu. Năm lớp 12. Dạ. Anh Giang, cái thời của anh là nó xưa quá rồi. Lớp 12 còn bây giờ á. Bây giờ các bé nó khác rồi mà thời của chị giống như thời em cũng... nó cũng đã cấp 3 được yêu rồi chứ. Cấp 3 thì công khai thôi, tại vì lỡ ba mẹ mình cũng đã phát hiện giống như xoài hồi xưa lắm. Lúc em cấp 3 ba mẹ em phát hiện ra đó. Em nghĩ cũng nên chia sẻ với gia đình. Em có sao chia sẻ gia đình đó. Thôi nhưng mà phần đông thôi giấu đi nha anh Giang. Em nghĩ là chơi đây chơi đẩy. Mọi người nghe câu hỏi đi. Đã phát hiện là chứng tỏ là các bạn này đang muốn giấu rồi. Có bằng chứng rồi. Nên là gia đình mới phát hiện. Chứ nếu mà cái bạn này muốn chia sẻ thì đã nói luôn rồi. Thật ra giống như cháu em á, mặc dù nhà rất là chuyện đó rất là bình thường và không vấn đề hết, quen cứ học hành thôi, nhưng mà nói tới là vẫn chối. Giờ em vẫn chối đó. Đúng rồi, chúng ta nói đâu chối thì em qua em nói chứ tại em chưa yêu thôi. Thế mà mặt đàn tắt đi. Nói láo đèn sáng hoài luôn á. Vậy thôi, em nghĩ là đáp án cuối cùng của em là sẽ là chối ạ. Sai. Hồi đó mình học cấp 3 mình có yêu không? Dạ có ạ. Rồi chứ cái mặt xinh cái này với gì em có được. Rồi lúc đó là mình giấu hay là gia đình biết hay là chăng? Dạ ý là bố mẹ biết rồi thì thôi, chứ cũng không có phải là kiểu giấu đây đẩy. Bố mẹ hỏi thì cũng cười. Cười. Rồi bố mẹ nói sao? Bố mẹ bảo là cứ thích nhau thì thôi, cố gắng kiểu giúp đỡ nhau học hành lên thì cho quen, còn mà yêu đâu nhau mà đi xuống là thôi không. Bố mẹ phải khen chứ. Hey. Giống mặt hồi xưa. Giống ba hồi xưa. Miss T thì lựa chọn là chối. Dạ em tin. Tin Miss T là sự lựa chọn. Không phải đâu, bạn thân cô đó. Trời ơi, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Không như mẹ nghĩ đâu. Đánh trúng lãng là 35%. Bạn trai cô đó. Ôi. 26%. Cũng có. Cao. Thừa nhận nó có 26%. Dấu ít đầu tiên đã thuộc về sai. Bây giờ là Đức Anh. Hôm nay thì em thấy anh Mạc Văn Khoa bị vùi dập nhiều quá, nên là em sẽ chọn anh Mạc Văn Khoa. Hồi nãy chọn là sai rồi đúng không? Bây giờ gỡ lại nè, một cái một ăn luôn nè. Theo khảo sát 200 phụ nữ, đa số cho rằng việc làm mất nhiều thời gian nhất để chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên là gì? A. Chọn quần áo. B. Trang điểm. Và C. Tắm táp dưỡng da các kiểu. Thôi bây giờ hai anh em giao lưu chia sẻ đơn giản ngắn gọn thôi. Dù gì thì vòng đầu tiên thì em chọn anh cũng sai rồi. Thì anh bây giờ thứ nhất là tắm rửa với lại dưỡng da thì đó là bỏ đi. Chỉ còn hai cái là chọn quần áo và trang điểm thôi. Và bản thân anh thì cũng yêu xong rồi cưới luôn. Thì bây giờ anh cảm giác cái nào tốn thời gian nhất đó chính là cái trang điểm em. Chọn quần áo thì ví dụ như có thể chọn ngày trước, ngày sau, thậm chí là tới ngày đó rồi hẹn hò là chọn sẵn trước trong rồi đầu nữa. Chẳng ai tới ngày hôm đấy mới bắt đầu chọn đâu. Trang điểm là tốn thời gian nhất em ạ. Nó có một cái vậy nữa nè, nó đối với những người phụ nữ đơn giản, người ta make up theo một đúng style rồi, là make up lại. Cứ vô một cái là một khuôn một. Còn đồ á là mỗi lần đi là rất là lâu mặc vô xong thấy không vừa ý thôi, không được cởi ra. Tính đến chuyện là lên cân xuống cân như hồi nãy mình có nhưng một câu nữa. Nhưng mà còn cái chuyện đó là phải suy nghĩ rất nhiều về cái ngày đó để mặc như gì, nhiều khi người ta nghĩ từ ngày này qua ngày kia luôn á. Em nghĩ là cái trang điểm em á. Em thật sự tầng trên của tụi em là chút hết da gan, hết ruột, hết lòng dạ của mình ra. Nhưng mà người chơi chọn sai là bởi vì sau khi nghe tầng thứ hai, tầng dưới phân tích ấy mới bị lung lay thôi. Chứ em thật sự trang điểm ạ. Điểm là lựa chọn cuối cùng. Quần áo thì chọn có thể chọn trước. Được. Với lại là có một cái gợi ý cho bạn nha. Cứ ngày hôm đó giống như anh Vinh nói là trang điểm một style thôi, nhưng mà ngày hôm đó mình kẻ cái lông mày nó sai một tí thôi, mình tẩy đi mình kẻ lại. Bản thân nha, cũng là cùng một make up vợ em thôi, nhưng mà ba lần em thấy vợ em đều không có ưng. Mỗi lần ưng một kiểu. Mỗi lần ưng một chỗ lại không ưng một kiểu đấy. Chỉ nói một cái minh chứng thôi, người bên cạnh em con xoài mỗi lần nó make up rất lâu, mà nó make up lúc nào cái mặt không đẹp như nhau hết, mà cứ hỏi là chị thấy mày cái này có đẹp không? Không, em thấy cái lông mày em nó hơi ngang đúng không? Nó hơi xếch đúng không? Nó rất lâu luôn. Trang điểm là lựa chọn cuối cùng. Thế thì xin hỏi Đức Anh tin hay không? Theo như em thì cái quần áo sẽ quyết định cái khuôn mặt make up của người phụ nữ. Nếu mà hôm đấy mình người phụ nữ mặc quần áo như kiểu ngầu hoặc là basic chẳng hạn thì sẽ trang điểm một cái khác. Nếu mà trang điểm thì em sẽ không tin mà không Không tin mà không phải. Lần đầu tiên đâu còn luyện rồi em. Mọi người chơi tới đây chọn em giống như em là một trò đùa. Thôi cái em tin anh. Em với anh nãy giờ phù hợp với nhau lắm. Giống như hai anh em mình là một trò đùa, người ta chọn chỉ để không tin mà thôi, nói làm gì dài nữa. Không tin mà Văn Khoa là sự lựa chọn.
chính xác. Thấy chưa? Trang điểm. Trang điểm. Một dấu ít nữa thuộc về sai. 30% là trang điểm, 29% là tắm dưỡng da và 29% là chọn quần áo. Đối bằng nhau vậy, ngang ngửa nhau vậy. Đấy, quyết định rồi. Rất đơn giản. Dạ, em chọn Vivi ạ. Còn ai nữa chứ? Cái này hôm nay rất là nhiều trên mạng xã hội nè. Có hả anh? Thông tin luôn anh. Một phụ nữ sinh năm 1984 đến từ bang Texas của Mỹ đã lập kỷ lục thế giới vì sở hữu đến 1019 cái gì? Kỷ lục thế giới là phải cái gì nó nằm ở trên người của mình. Không lẽ bà chỉ có 1,000 mấy cọng tóc? Không, cái chị đó 1984 là còn trẻ lắm. Vậy là nhiều khi là sở hữu gì đặc biệt. Giống như sỏ mấy, giống như bông tai. Hay thay vì bông tai thì sỏ mấy cái khuyên. Có những người đam mê vậy mà. Trời ơi, khuyên gì mà 1,000 cái dữ vậy. Hình xăm nó hợp lý hơn luôn á. Một ngàn mấy. Hình xăm lại có mấy cái hình nó nhỏ nhỏ nhỏ. Cái khuyên cũng có thể. Nhưng mà 1,000 hình xăm thì hơi đau. Hình xăm cái dấu răng hay cái gì đó cũng nhỏ nhỏ nhỏ. Thật ra là nãy giờ nói vậy thôi chứ một cái điều đặc biệt ở bà này đó là bà có nốt ruồi. Một ngàn mấy cái gì vậy? Rồi. Cái gì vậy trời? Bả như trái thanh long vậy đó. Không phải BB ơi, 1,000 cái nút ruồi rồi nó mọc ở đâu cho hết vậy? Nhìn vô cái mặt tự nhiên chấm đen không vậy trời? Nè, nghe nè, có cái nút ruồi đó là nút ruồi tự nhiên, còn có những cái là bả xăm. Bả xăm mấy kiểu mà chấm á, thành ra là có 1,000 cái nốt được. Vậy là cái mặt bả như bớt trắng mè vậy đó. Nút ruồi đó nè. Nút ruồi. Sai. Khó gì ta. Tên không sai. Em không tin. Không tin. Trời ơi, nói vậy mà còn tin nữa. Thiệt á, buồn quá con gái ơi. Không phải em cùng tầng nhưng mà em cũng không tin được. Ê, ẵm con đi về giùm chị đi, tào lao quá rồi. Nếu như chính xác, mình sẽ ban về chiến thắng, hàng ngang dấu ít. Còn không chính xác, thì cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Wow. Chính xác hả? Chính xác. Cái phần đó đi. Tức là khi cha mẹ cô này đẻ cô này ra, thì muốn cổ phải có một cái gì đặc biệt nhất thế giới. Và sau này là cổ được công nhận kỷ lục thế giới là do cái tên của cổ. Tên dài nhất thế giới. Tôi xin trời ơi. Thế này là thật sự ba mẹ chặn đường học vấn với con cái. Được thầy cô mới lại tuyển việc đó. Có ai có thời gian nghe không ạ? Thôi anh ơi. Cái này là anh biết mà, điền tên mình trước khi đi thi á là thua luôn. Cô này chắc khả năng cô làm cái ID, cái passport của cổ là nó bằng cái miếng này nè. Khổ nhất là lỡ mà bả đi trễ lên cái bay á là hai cái bà kia mời hai khách ra xô xe brunker nói hết nguyên già đủ chiều luôn. Trễ cái bay luôn hả? Trễ cái bay luôn á. Cái này mà lỡ mà làm giấy tờ mà sai chữ đi sửa lại mệt lắm luôn, sửa hoài luôn. Xỉu luôn á. Cái bà đánh máy vẫn ngồi 3 ngày 3 đêm á. Làm lại hộ khẩu cũng mệt nữa. Rất là mệt mỏi. Và thưa quý vị, người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt đó chính là Sai. Còn bạn Đức Anh chúng ta sẽ dừng lại với 6 triệu đồng. Cảm ơn em đến với chương trình. Quá bây giờ rồi. Là phần việc vỗ tay cho Sai. No. Đây là vòng đặc biệt cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Sài Non sẽ là người chọn một vị trí. Có một câu hỏi đang chờ đợi em. Hiện tại đang có 8 triệu đồng trong tay. Nếu chính xác mang về thêm giá trị tiền trong phong bì nghệ sĩ mà mình sẽ chọn. Sài anh đi, Sài ơi. Dạ, thôi em chọn anh từ vòng đầu rồi nên thôi em chọn chị Khánh Vân. Áp lực nữa. Khánh Vân, câu hỏi dành cho Khánh Vân. Theo khảo sát 500 người cả nam và nữ, ngoài tiếng chuông báo thức, âm thanh nào mà đa số họ thường nghe đầu tiên vào mỗi buổi sáng? Dạ, tiếng chim hót líu lo. Tiếng chim hót líu lo. Trời ơi, làm như ai hót đi.
đầu chim đâu các bà hót. Đầu chim cho bà hót. Nhà em trên rừng Nam Cát Tiên hả? Dạ cũng hơi xa xa, ở một cái vùng hơi hẻo lánh một xíu. Tiếng má gọi đi em. Dạ. Dạ bây giờ mình chưa vậy đó. Dạ gì chưa hả? Dạ rồi hay là tiếng kèn xe. Kèn xe. Em ở chung cư cái tiếng mà em dễ thức nhất là cái tiếng mà người ta xả nước á. Cầu. Đúng rồi thật sự. Hay là ví dụ như lỡ nhưng mà mình nhà mình mà ở gần ở ngoài đường thì mình có thể nghe tiếng rau hàng. Giờ bớt rồi. Không, bây giờ bớt. Cái này giờ bây giờ bớt, bớt, bớt rồi. Ra, bớt ra lắm. Anh thấy tiếng kèn xe là nhiều nhất á. Tại vì thật ra vậy nè, nó khó cho em là bởi vì tiếng kèn xe nó cũng hợp lý. Nhưng mà giống như hồi nãy giờ em cũng lựa chọn những cái đáp án mà đúng nhất mà nhiều khi nó sẽ bị dính theo cái kiểu bây là bây giờ hãy trả lời mọi người hợp lý đi ạ. Để mà tất cả các anh chị đều cho em ý kiến thì mọi người đều nói là tiếng kèn xe. Tiếng kèn xe hẳn đó. Thôi em nghĩ là mình cứ chốt cái đó đi. Kèn xe. Xoài, có tin hay không ạ? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thì nghĩ cái đó này nó lại dễ quá. Hay không tin. Em không tin. Không tin Khánh Vân là sự lựa chọn. Chính xác. Chính xác. Yeah, chúc mừng em. Ủa, vậy em thắng á hả? Ờ, em thắng mà, em. Thắng mà không biết thắng à. Tiếng kèn xe thì là tiếng gì nhỉ? Theo khảo sát 500 người, cả nam và nữ, ngoài tiếng chuông báo thức, âm thanh mà họ nghe được đầu tiên vào mỗi buổi sáng đó là tiếng rau. Ê, thấy chưa? 21%, tiếng kèn xe 19%, tiếng gà gáy 16%, tiếng xả nước của nhà chuông phạm 11%. Thấy chưa? Tiếng TV, trẻ em khóc, tiếng chó mèo 9%, hàng xóm la hét 7%. Ngày hôm nay chiến thắng luôn vòng đặc biệt, chúng ta chờ xem 8 triệu đồng sẽ cộng thêm bao nhiêu nữa đây. Xin mời Khánh Vân. Rồi, 4 triệu đồng là rất là cao sau 10 triệu đó. Mời tất cả phong bì mở ra. Thôi đi đâu mở mạng khoa. Lần đầu được cầm 10 triệu anh ạ. Rồi, hôm nay rất là may mắn, mang về được tổng cộng là 12 triệu đồng. Yeah. Sao hôm nay đi chơi vui không Sài? Dạ vui ạ. Hôm nay đi chơi thấy anh chị sao? Mấy anh chị dễ thương. Được hả? Cảm ơn Soạn rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị ở đây đã hỗ trợ hết mình cho bé ngày hôm nay, cũng như các khách mời khác. Xin cảm ơn một lần nữa các nghệ sĩ vui hết mình và các khách mời ngày hôm nay cũng rất là dễ thương. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Chọn Ai Đây do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.